Chào mừng các bạn đến với Man Ganymede Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tóm tắt Man Ganymede, nơi mà mình xong các bạn điểm nhanh qua về nội dung của chỗ ở manga anime đặc sắc. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình đến với phần 2 của series tóm tắt manga Black Clover, cuộc chiến với Vương quốc Spain nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Khi pháo đài di động, Candelo đi qua đại vực ma pháp, nhưng tên lính của Vương quốc Spain ép buộc những công dân cấp thấp đi vào một căn phòng để rút cạn năng lượng của họ, cung cấp năng lượng cho pháo đài. Từ một vùng nước gần đó, Andin đang theo dõi pháo đài và gửi thông tin đó cho Lolopeka. Trong 6 tháng qua, Vương quốc Spain gần như đã chiếm lấy Vương quốc Diamond và đang tiến tới Vương quốc Clover và Vương quốc Heart. Lolopeka thông báo cho Asta về việc bọn chúng đang ngược đãi những công dân cấp thấp, vì vậy cậu đã quyết định tự mình bay đi để xử lý. Katra ngạc nhiên trước những tiến bộ của Asta, mặc dù phương pháp luyện tập của họ hầu như chỉ dành cho những người có ma pháp. Lolopeka nói thêm rằng sự chăm chỉ, ý chí và sức mạnh của Asta là điều đáng ngạc nhiên nhất. Bên trong Candelo, những tên lính đang buộc một nhóm công dân khác vào căn phòng chuyên hút ma pháp. Một cô gái cầu xin cho em gái của mình được tha vì cô nhóc còn quá nhỏ và đang có quá ít mana. Một tên lính khác đã đe dọa cô vì dám lên tiếng và chế giễu rằng cô cùng những người dân khác quá yếu ớt để có thể làm bất kỳ điều gì. Sau đó, hắn quyết định xé áo của cô và quyết tâm sẽ để cô trở thành người mua vui cho quân đội. Đột nhiên, đoạn ma kiếm xuyên qua cửa sổ và suýt chút nữa thì đã đâm trúng tên lính kia. Asta sau đó bay qua cái lỗ trên cửa sổ và phàn nàn về tình trạng thời tiết điên cuồng ở đại vực ma pháp. Cậu gọi thanh kiếm trở lại tay mình và những tên lính nhận ra rằng Asta là một ma pháp kỵ sĩ đến từ Vương quốc Clover. Một tên lính tạo ra một bộ giáp ảo lớn và tấn công Asta, nhưng cậu đã cắt dễ dàng, chém xuyên qua bộ giáp, giải băng đen nó và đưa tên lính bay xuyên qua cửa sổ. Sau đó, Asta không nề hà gì mà thách thức luôn những tên lính còn lại. Trong khi đó, tại làng Hage, Sir Lily bước ra khỏi nhà thờ và phát hiện ra một người đàn ông đang nằm bất động trên mặt đất và ông ta lẩm bẩm cái tên của Juno. Sau khi Asta đánh bại những tên lính của Vương quốc Spain, cậu thông báo cho những người dân bị bắt rằng cậu ta là Asta đến từ Vương quốc Clover và cậu không có ý làm hại họ. Asta sau đó nói với họ rằng giờ họ đã ổn, nhưng cô gái vừa được cậu cứu ban nãy nói với cậu rằng mạng sống của họ chỉ được giữ để có thể cung cấp năng lượng cho pháo đài Candelo này. Cô ấy cũng nói rằng họ không thể rời khỏi nơi này được nữa, khiến cho Asta nhận ra rằng tinh thần của họ đã hoàn toàn suy sụp. Sau đó cô nói rằng nếu họ có thể rời đi, họ không có nơi nào để chạy vì họ đang ở ngay giữa đại vực ma pháp. Asta tự hỏi rằng ai đã khiến cho những người này phải trải qua tất cả những điều ấy và khiến cho họ cảm thấy như vậy. Cô gái ấy tiết lộ rằng đội trưởng của pháo đài có ma pháp rất khủng khiếp và vô nhân đạo. Asta hứa với mọi người rằng cậu sẽ nghiền nát tất cả binh lính trong pháo đài. Người phụ nữ nói rằng điều đó là không thể vì có cả một đội quân trong pháo đài, nhưng Asta nói với cô ấy rằng cậu sẽ ổn thôi. Đột nhiên, nhiều binh lính kéo đến và đe dọa Asta. Asta rút thanh túc ma kiếm của mình và sử dụng hắc trảm. Những nhát chém kháng ma pháp xuyên qua ma pháp của lũ lính và đánh bại bọn chúng. Asta tiến lên và xuyên qua trần nhà, đồng thời hạ gục được nhiều tên lính hơn. Khi Asta đi qua Candelo, cậu bị ngăn cản bởi rất nhiều tên lính, nhưng cứ tên nào ùa ra cũng đều bị Asta dễ dàng đánh bại. Asta tiếp tục đi quanh pháo đài cho đến khi cậu gặp tên đội trưởng của pháo đài đã bị bao phủ bởi làn khói. Hắn rất bực mình khi Asta đã gây ra một mớ hỗn độn và nhận ra rằng Asta dường như cũng có sức mạnh của ác quỷ trong người. Sau khi nghe những lời của tên đội trưởng rằng người dân là vật hy sinh cho sự thịnh vượng của Vương quốc Spain, Asta trở nên tức giận. Đột nhiên, cậu nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với cơ thể của mình và tên đội trưởng giải thích rằng Asta, người không có ma pháp, đã dính phải độc chiêu hơi thở của Basilisk và tuyên bố rằng Asta không có đủ đẳng cấp để chịu được ma pháp của hắn ta. Tuy nhiên, Asta đã rút được diệt ma kiếm của mình ra và hoàn tác tác dụng của ma pháp từ tên đội trưởng, khiến cho hắn ta bị sốc. Asta cũng phản hồi rằng tên đội trưởng kia không có gì ngoài một chút sức mạnh quỷ dữ yếu ớt mà cũng đòi bước vào cuộc chiến này. Cậu biến thành dạng Black Asta và sử dụng kéo dài thanh diệt ma kiếm của mình, nói rằng nếu Vương quốc Spain thực sự muốn đánh nhau thì cậu sẽ nghiền nát tất cả bọn họ và tìm cách xuyên qua pháo đài trong khi hình ảnh ác quỷ của cậu hiện ra lờ mờ trên đó. Sau đó thì Noel đưa Finro và Mimosa đến pháo đài di động nơi Asta đang chiến đấu và nhăn nhó về sự liều lĩnh của Asta. Bên trong pháo đài, Asta cho những người dân bị giam cầm thấy rằng cậu đã đánh bại kẻ mạnh nhất ở đó và cũng nói rằng cậu đã đánh bại tất cả những tên lính còn lại. Đột nhiên, Asta thấy Noel, Finro, Mimosa đang sắp tới và khen ngợi bộ giáp của Noel cũng như khả năng duy trì cả cầu nước để đưa mọi người đến đây của cô ấy. Noel thả mau bóng nước xuống người Asta khiến cho cậu bị sốc. Cô cho rằng việc điều khiển ma pháp vận chuyển trong khu vực có mana hỗn loạn như đại vực ma pháp là rất khó
và Mimosa cảm ơn Noel vì họ đã có thể đến pháo đài an toàn. Sau đó, Noel trách móc Asta về việc cậu đã bỏ cô ấy lại như thế nào và Mimosa nhận xét rằng điều đó thật sự quá giống Asta. Mimosa bắt đầu chữa lành cho tất cả những người bị cạn kiệt năng lượng và giải thích với họ rằng cô không thể hồi phục năng lượng của họ, nhưng cô có thể giúp họ hồi phục vết thương vật lý. Asta cũng thấy rằng Mimosa đã trở nên mạnh mẽ hơn. Mimosa cảm ơn Asta, đồng thời nói rằng tất cả là nhờ vào quá trình huấn luyện đặc biệt với các hộ vệ tinh linh. Những người dân bị giam cầm cảm ơn bốn người họ vì đã tới để giúp đỡ, nhưng cũng nói rằng họ không có nơi nào để đi khi quê hương của họ đã bị tàn phá. Lolo Pekka nghĩ rằng đây là cơ hội hoàn hảo để tấn công Vương quốc Spe sau khi Asta lao đi. Sau đó, Noel nói với người dân rằng một số đồng đội của cô đang hướng về quê nhà của họ để giải phóng họ khỏi quân đội của Vương quốc Spe đang chiếm đóng. Ở Vương quốc Spe, Luck và Leopold đang tấn công những tên lính đang chiếm đóng thị trấn của người dân. Sau khi cả hai chăm sóc những tên lính, họ liên lạc với Asta và nói với cậu rằng họ đã hoàn thành công việc. Finro nói với Asta rằng anh ấy đã đánh dấu địa điểm này và lát nữa bọn họ có thể hội quân cùng các đồng đội. Cô gái được Asta cứu trước đó hỏi cậu định làm gì với thị trấn của họ và Asta nói rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn vì đó là thị trấn của họ mà. Asta cũng nói với họ rằng Finro sẽ sớm quay lại để đưa họ về quê nhà của mình. Những người dân sau đó trở nên vui mừng và cảm ơn Asta vì đã giải thoát cho họ. Sau đó, Asta nói với họ rằng họ tới Vương quốc Spe này để đánh bại lũ quỷ. Cô gái ban nãy lại tiết lộ thêm rằng Vương quốc Spe hiện đang được cai trị bởi các ma pháp sư được gọi là Hắc Tam và sức mạnh của chúng cũng gần giống như là sức mạnh của ác quỷ vậy. Tại lâu đài của Vương quốc Spe, Hắc Tam gặp nhau tại một chiếc bàn. Dante hỏi Zenon liệu hắn đã quen với sức mạnh của quỷ chưa. Zenon trả lời rằng hắn cũng đã làm quen sơ sơ. Vanika phàn nàn rằng Zenon đến Vương quốc Diamond một mình và cô ta cũng muốn làm một điều gì đó lớn lao. Dante khen ngợi sự tiến bộ của Vanika trong nửa năm qua và nói rằng đã đến lúc để họ hành động. Zenon hỏi tại sao lại phải đợi tới nửa năm. Dante giải thích rằng mọi thứ là để chuẩn bị cho thời điểm sắp tới và sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như trò chơi kết thúc sớm như vậy. Hắn cũng nói thêm rằng tất cả mạng sống đều nằm trong lòng bàn tay của hắn và tự hỏi nên tấn công vào đâu trước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Asta, Noel, Mimosa, Finro, Leopold và Luck gặp lại công chúa Lolo Pekka của Vương quốc Heart. Cô nói với họ rằng tất cả bọn họ đều đã làm rất tốt vì chính nhờ nỗ lực của họ mà liên minh có thể chiếm được làng Toron trong Vương quốc Spain. Lolo Pekka thông báo với họ rằng cô đã gửi một trong những bản sao của Andin đến Toron nhờ thủy ma pháp của Noel và dựng lên một hàng rào xung quanh Toron tương tự như hàng rào bao quanh Vương quốc Heart vậy. Với nó, cô sẽ có thể cảm nhận được mana của Magicula ngay lập tức cũng vì lời nguyền mà hắn ta đã ếm lên cô ấy. Lolo Pekka nói với họ rằng nếu cứ tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình thì họ có thể đôn đối thủ vào chân tường và đánh đuổi lũ quỷ ra khỏi Vương quốc Spe. Noel nghĩ rằng việc mở rộng lãnh thổ của họ không phải là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng điều đó có thể thực hiện được với sức mạnh của Lolo Pekka vì cô ấy không phải là một cô công chúa bình thường. Lolo Pekka sau đó đã ra lệnh cho tất cả nghỉ ngơi. Tuy vậy, Luck vẫn muốn được luyện tập thêm và yêu cầu Gaja đi cùng với mình. Thấy thế thì Leopold cũng muốn tham gia. Leopold nói rằng cậu muốn biết Gaja mạnh đến mức nào và yêu cầu một trận đấu và Asta cũng lanh chanh tham gia luôn. Gaja nói với họ rằng cần phải nghỉ ngơi một lúc vì họ vừa mới trở về. Nhưng có vẻ như bộ ba tăng động này của chúng ta không biết mệt. Asta nói với Gaja rằng họ hoàn toàn ổn và anh ấy không cần phải lo lắng về họ. Lolo Pekka thấy rằng một trận đấu tập thì cũng có vẻ rất là thú vị và cô ấy muốn tham gia nhưng mà Andin đã ngăn cản cô ấy lại. Noel nói với Lolo Pekka rằng họ nên đi tắm rửa sạch sẽ vì họ đã bị đại vực ma pháp làm bẩn và Mimosa thì cũng muốn đi tắm cùng họ. Đột nhiên, một người phụ nữ chạy vào và thông báo với họ rằng một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra trong khu rừng. Chami đã xuất hiện ở đó. Finro thấy rằng không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đưa mọi người tới đó. Nhưng Asta bảo anh hãy nghỉ ngơi đi vì có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi vì phải đưa quá nhiều người đi trong ngày hôm nay rồi. Sau đó, Asta rút đoạn ma kiếm ra, nhảy lên nó và bay đi bằng cách điều khiển kháng ma pháp ở bên trong nó. Finro nhìn Asta bay đi và nhớ lại khoảng thời gian khi Asta thậm chí còn không thể bay bằng chổi. Tại hồ Elmora, Noel, Mimosa và Lolo Pekka cùng nhau tắm tiên trong khi Andin thì trông chừng họ. Lolo Pekka nhận thấy rằng vòng 1 của Mimosa đã lớn hơn trước đây và tò mò rằng cảm giác của nó sẽ như thế nào. Noel thấy vậy cũng trở nên thắc mắc và Mimosa nói với họ rằng đó chỉ là tưởng tượng của họ mà thôi. Sau khi vui đùa, Lolo Pekka dừng lại và bình luận về việc cô ấy đã vui như thế nào khi Vương quốc Clover đẩy những người tốt như vậy. Cô nói rằng ban đầu cô đã lo lắng vì cô không biết phải làm gì nếu những người mà cô muốn kết đồng minh lại trở nên xấu tính và đáng sợ. Sau đó, Lolo Pekka nói với họ rằng cô đã rất vui vì đã có thể kết bạn với những người mà khi ấy
cô có thể là chính mình. Ở bên cạnh, Adin chứng kiến cả ba vui đùa bên làn nước và thích thú khi thấy Lolo Pekka của cô trở nên vô cùng đáng yêu cùng bạn bè. Trong khi đó, Asta đến khu rừng và tìm thấy Chami, người chào đón cậu và mời cậu những hoa trái thơm ngon mà cô đang ăn ngấu nghiến. Bị sốc khi thấy Chami mập lên trông thấy sau khi ăn quá nhiều trái cây, Asta tự hỏi cô ấy đã ăn bao nhiêu và nói với cô ấy rằng giờ là lúc phải dừng lại rồi. Cả hai cãi nhau một lúc rồi Chami lại nhớ về Yuno và tự hỏi cậu ấy đang làm gì lúc này. Tại căn cứ của Kim Sắc Nhật Đoàn, một ma pháp kỵ sĩ hỏi đội phó của đoàn liệu cậu có rảnh không. Yuno quay lại đằng sau và thông báo cho anh ta rằng cậu đang thực hiện một nhiệm vụ và hỏi có việc gì khẩn cấp hay không. Kỵ sĩ đó nói rằng họ đã nhận được một báo cáo từ nhà thờ của làng Hage. Nghe về ngôi làng nơi mình lớn lên, Yuno nói với kỵ sĩ đó rằng cậu sẽ đến đó ngay lập tức. Quay trở lại với Chami, cô thả con cừu khổng lồ của mình ra để chống lại những người đang cố ngăn cản cô ấy ăn uống. Tại ngôi làng gần khu rừng, dân làng nhận thấy rằng một con cừu khổng lồ xuất hiện và tiến gần đến chỗ họ. Họ nhận ngay ra đó là ma pháp của Chami và cô ấy đang tiến tới. Dân làng cũng nhận thấy rằng Chami đã mang tất cả những con vật phàm ăn từ khu rừng theo cùng và cô ấy cùng những con vật đó sẽ sớm ngấu nghiến tất cả thức ăn trong vùng. Potrop, một ma pháp sư của vương quốc Hurt bước tới nhận trách nhiệm ngăn chặn cô ấy và anh sử dụng ma pháp của mình để tấn công con cừu khổng lồ, nhưng ma pháp của anh lại lướt qua con cừu và không thể ngăn nó lại. Rill, đoàn trưởng của thủy sắc ảo lộc, nói với Potrop rằng hãy để cậu ấy giải quyết việc này. Rill nhận xét về việc cậu và Chami đã trở thành bạn như thế nào trong quá trình huấn luyện đặc biệt của họ với Potrop và cậu không thể cho phép Chami hành động hấp tấp và liều lĩnh như vậy với tư cách là bạn của cô ấy. Rill sử dụng ma pháp của mình để đóng băng con cừu khổng lồ và Asta sử dụng ma pháp này để thoát khỏi con cừu và cảm ơn sự giúp đỡ của Rill. Asta và Rill sau đó tấn công con cừu khổng lồ và hạ gục được nó. Dân làng cổ vũ và cảm ơn cả hai vì đã cứu họ khỏi Chami. Khi Chami đã bị bắt, Rill nói với Chami rằng ăn quá nhiều thì sẽ không tốt với cơ thể của cô ấy. Chami xin lỗi và nói rằng cô ấy vừa bị cuốn vào cơn đói. Asta sau đó nhận xét về việc Rill đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào và Rill nói rằng mong muốn sáng tạo của cậu ấy bắt đầu dâng trào bất cứ khi nào cậu nghĩ về một người nào đó. Khi Asta đang thắc mắc rằng đó là ai thì Rill đã kể rằng đó là một nữ thần đã cứu cậu khi cậu bị Lyra chiếm hữu. Trong khi vẽ một bức tranh về Chami ở dạng trưởng thành của cô ấy, Rill quyết định người này sẽ là người bạn đời định mệnh của mình và quyết tâm trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để phù hợp hơn với cô ấy. Sau khi thấy bức tranh đó, Asta nói với Rill rằng Chami chính là người mà Rill đang tìm kiếm. Vì vậy, Rill không chấp nhận được sự thật đó và nói với Asta rằng người định mệnh của cậu không giống Chami chút nào vì cô ấy không mũm mĩm như vậy. Ở vương quốc Clover, Yuno đang tìm đường đến làng Hage cùng với tinh linh Sif. Khi đi ngang qua tháp Grimoire, Yuno nhớ lại ngày mà cậu và Asta có được những cuốn ma đạo thư của họ. Yuno cũng nhớ lại rằng William đã trả lại chiếc vòng cổ cho cậu và giải thích cách mà hai tên trộm đã mang nó về từ lâu đài bóng. Khi Yuno đến trại trẻ mồ côi, cậu đã được chào đón bởi Sir Lily. Sir Lily xin lỗi vì đã gọi cho Yuno, nhưng Yuno bảo cô ấy đừng lo lắng và tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Lily đưa Yuno vào trong nhà thờ và gặp người mà cô ấy đã tìm thấy trước đó. Khi người đó nhìn thấy Yuno, anh ta nhận xét rằng Yuno giống như là hình ảnh của Ciel và không thể nhầm lẫn trước vòng cổ mà Yuno đang đeo. Sif tự hỏi anh ta là ai và Lily nói rằng anh ta đến từ vương quốc Spey. Ngay lập tức, Yuno trở nên thận trọng hơn bởi vương quốc Spey là một vương quốc nguy hiểm. Những kẻ đã xâm lược vương quốc Diamond một cách tàn bạo. Người đàn ông nói rằng anh ta không phải là kẻ thù của họ và giải thích vương quốc Spey đã từng là một nơi yên bình và hạnh phúc ngay cả giữa cái lạnh khắc nghiệt trong khi họ được cai trị bởi hoàng gia Gribelia. Anh ấy nói thêm rằng những kẻ thuộc Hắc Tam đã đoạt đi quyền thống trị từ gia tộc Gribelia và bắt đầu kiểm soát người dân thông qua nỗi sợ hãi. Người đàn ông cuối cùng nói rằng Juno là niềm hy vọng của vương quốc Spey vì cậu là thành viên của gia tộc hoàng gia và là hoàng tử của vương quốc Spey. Và những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng chờ ở tập sau nhé! Màn anime hiện đã có trên nền tảng TikTok. Các bạn hãy follow bọn mình ở trên TikTok để xem được những video cháy thiệt cháy nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ manga anime. Và vừa rồi chính là phần 2 của series tóm tắt manga Black Clover, cuộc chiến với vương quốc Spey mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho manga anime official để chúng làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!